Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Game. Như các bạn đã biết thì Assassin's Creed Brotherhood đã kết thúc với một tình tiết cực kỳ bất ngờ mà không ai nghĩ đến. Câu chuyện của Desmond đã đến hồi cao trào, vượt qua hành trình của anh với vị sát thủ người Ý Ezio Auditore vẫn chưa kết thúc. Sau gần 4 thập kỷ chiến đấu không ngừng nghỉ cho lý tưởng của hội Assassin thì liệu Ezio đã có thể nghỉ ngơi? Câu trả lời đáng buồn là không. Nếu ví như hai chương trước trong cuộc đời của Ezio là hai chương hào hùng và hoành tráng nhất, thì chương cuối cùng này lại là một nốt nhạc trầm của bản hùng ca mang tên Ezio Auditore da Firenze. Và nốt nhạc trầm thì bao giờ cũng mang cảm giác buồn nhiều hơn là vui. Theo chân vị sát thủ già, chúng ta hãy cùng trải qua cuộc phiêu lưu cuối cùng đến với đất tổ của hội Assassin. Đây không phải là cuộc hành trình để trả thù, cũng không phải là cuộc hành trình để đi đòi lại công lý, mà đây là cuộc hành trình để đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi vẫn luôn đau đáu trong lòng của Ezio trong suốt 3 năm qua về những báu vật địa đàng và về chủng tộc những người đến trước. Và qua đó, định mệnh sẽ gắn kết những con người ở các thời điểm khác nhau và cuối cùng số mệnh gắn với những báu vật địa đàng. Sau các sự kiện trong Assassin's Creed Brotherhood, Desmond đã bị Juno điều khiển và đã dùng Hidden Blade đâm vào bụng Lucy Stillman dẫn đến cái chết của cô. Và lúc đó thì chính anh cũng đã lâm vào tình trạng hôn mê và lạc vào thế giới ảo của cỗ máy Animus. Tại đây thì Desmond đã gặp được Subject 16, Clay Koshmark, người đã sử dụng Animus ngay trước khi Desmond bị tập đoàn Abstergo bắt, và theo Lucy thì Clay đã chết. Những thông điệp bằng máu, rồi những mảnh ký ức vụn vặt, những chỉ dẫn giải rác trong Animus đều là do Subject 16 để lại. Đúng là dù Clay đã chết, nhưng trí não của Clay lại kẹt ở trong Animus chứ không hề biến mất, và hiện tại thì Desmond cũng đang gặp phải rắc rối y như vậy. Clay giải thích cho Desmond rằng, để lấy lại được ký ức của mình thì Desmond sẽ phải hoàn thành những ký ức còn đang dang dở của tổ tiên Ezio Auditore da Firenze, cho đến khi không còn gì để quan sát. Khi ấy thì sinh Nexus của Animus sẽ kích hoạt và cho phép anh thoát khỏi trạng thái hôn mê hiện giờ. Theo hướng dẫn của Clay, Desmond bắt đầu đồng bộ hóa với những ký ức còn lại của Ezio nhằm tìm ra đoạn kết và lời giải đáp cuối cùng. Vào năm 1509, một vài năm sau các sự kiện trong Assassin's Creed Brotherhood, trong khi sắp xếp lại các tài liệu cũ của chú Mario, Ezio tìm thấy một lá thư của cha ông là Giovanni Auditore vào năm 1458, một năm trước khi Ezio sinh ra. Trong bức thư, cha ông đã đề cập đến một thư viện bí ẩn nằm phía dưới tòa pháo đài cổ xưa của hội Assassin tọa lạc ở Marseille, và cũng chính là quê hương của Altair, sát thủ mà chúng ta đã vào vai ở phần đầu của series. Một phần muốn hoàn thành mong ước của cha mình, một phần vì muốn tìm câu trả lời cho những câu hỏi riêng của mình, Ezio quyết định dòng buồm đến Syria, tìm về pháo đài cổ Marseille. Nhưng giờ thì đã 300 năm trôi qua, Marseille có còn là nhà của các sát thủ nữa hay không? Hay đó chỉ còn là một tòa thành phế tích hoang tàn? Ông sẽ tìm thấy gì ở nơi đây? Là những cơn gió buốt giá? Những bức tường thành đổ nát đã chứng kiến sự lớn mạnh rồi suy tàn của hội Assassins? Câu trả lời mà ông tìm kiếm, liệu có tồn tại ở bên dưới đống phế tích này của Marseille hay không? Ezio đến với Marseille vào tháng 3 năm 1511, và hóa ra thì Marseille không hoang tàn như ông nghĩ. Ezio đã được chào đón bởi một đội quân Templar. Chúng làm gì ở nơi đây? Chúng làm gì ở nơi đã từng là thánh địa của Assassins? Chúng tìm kiếm thứ gì, và liệu thứ đó có giống với thứ mà ông đang tìm kiếm? Và lẽ dĩ nhiên thì Ezio đã bị chúng tấn công và bị áp đảo về số lượng. Và dù đã ở tuổi 52, nhưng có câu gừng càng già càng cay, các đòn đánh của ông vẫn hiểm hóc và không hề khoan nhượng. Ezio điêu luyện né tránh những đòn tấn công của kẻ địch, rồi lập tức phản đòn hạ ngục chúng. Tuy nhiên thì trong lúc đang chiến đấu, bỗng nhiên ông nhìn thấy một bóng người mặc áo trùm màu trắng xuất hiện giữa chiến trường. Đó là một sát thủ, và đó là một ảo ảnh của Altair. Ezio bị phân tâm và ngay sau đó đã bị hạ ngục và gãy mất một chiếc Hidden Blade. Đồng thời ông cũng bị Templar bắt giữ. Tên chỉ huy Leandros dẫn Ezio lên tòa thành, quấn thòng lọng quanh cổ của ông và bắt ông nhảy khỏi tòa pháo đài. Tuy nhiên thì đúng lúc này, Ezio quay ngược lại tấn công Leandros và trốn thoát khỏi kẻ địch. Should anything happen to me, Claudia? Should my skills fail me, or my ambition lead me astray? Do not seek retribution or revenge in my memory, but fight to continue the search for truth, so that all may benefit. My story is one of many thousands, and the world will not suffer if it ends too soon. Thank you.
Ezio nhanh chóng lẻn vào tòa thành và lấy lại vũ khí của mình. Tên Leandros lúc này đã chạy trốn vì lo sợ ông sẽ quay lại để trả thù. Ezio tìm thấy lối vào trong thư viện của Altair đã được nhắc đến trong bức thư, nhưng đã bị chặn lại bởi một cánh cửa đặc biệt và cần những chiếc chìa khóa được gọi là Messiah of Keys để mở nó. Các công nhân nô lệ của Leandros cho biết có thể tìm thấy một trong số các Messiah of Keys ở bên dưới cung điện của đế chế Ottoman, một triều đại của Thổ Nhĩ Kỳ, và một cuốn sách của tên chỉ huy Leandros đang giữ sẽ giúp cho ông tìm thấy những chiếc chìa khóa còn lại. Ezio lập tức truy đuổi Leandros và cuối cùng giết chết tên đội trưởng Templar ở Atlas Village sau một cuộc rượt đuổi dài. Ông lấy được cuốn sách của hắn, và đó là cuốn The Secret Crusade, được viết bởi Niccolò Polo, một nghiên cứu khá chi tiết về cuộc đời của vị trưởng giáo huyền thoại Altair. Sau khi thu thập được những thông tin cần thiết, Ezio tiếp tục dăm buồm để đi đến thủ đô của đế chế Ottoman, thành Constantinople. Tháng 5 năm 1511, Ezio đặt chân đến Constantinople. Trước khi lên đất liền thì ông đã có một cuộc trò chuyện và kết giao với một người đàn ông trẻ tuổi mà ông chưa biết tên, cùng với một quý cô xinh đẹp người Italia. Hai người này sẽ đóng vai trò khá lớn cho cuộc hành trình của Ezio sau này. Ông được chào đón bởi lãnh đạo của phe Assassin tại đây, một người có tên là Yusuf Tazim. Yusuf giới thiệu cho Ezio về thủ đô Constantinople và hội sát thủ tại đây. Đồng thời ông cũng nhận được một trang bị mới thay cho chiếc Hidden Blade đã bị gãy ở tay phải. Đó là một chiếc Hook Blade, phát minh mới của hội Assassin tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một thiết bị cải tiến từ Hidden Blade, với điểm nổi bật là thêm một chiếc móc có thể thu gọn từ một lưỡi dao. Thứ vũ khí mới này là một công cụ rất đa dụng và tiện lợi, giúp cho các sát thủ có thể dễ dàng leo trèo cũng như để trượt giữa các tòa nhà trên các dây cáp được lắp đặt khắp thành phố, giúp cho việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra thì nó còn giúp ông thực hiện một số kỹ năng như Hook and Run, móc và chạy, Hook and Throw, móc và ném, khiến cho Ezio vô cùng ấn tượng. Ông định mang nó về cho các sát thủ tại Italia và tin rằng họ sẽ thích sự đa dụng của chiếc Hook Blade này. Ở lại thì ông hứa sẽ ra tay giúp đỡ họ trong cuộc chiến với lũ Templar tại đây. Sau khi giúp đỡ hội sát thủ chiếm lại một vài cứ điểm quan trọng trong thành phố, đồng thời học thêm cách chế tạo các loại bom khác nhau, thì Ezio bắt tay vào truy lùng các Messiah of Keys. Nơi cất giữ chìa khóa đầu tiên nằm tại một hiệu sách ở trong thành phố. Tình cờ thay thì đó lại là một hiệu sách thuộc sở hữu của Sofia Sato, quý cô người Ý mà Ezio đã gặp ở bến cảng. Ông tìm thấy lối vào căn hầm bí mật ngay dưới hiệu sách của Sofia, lấy được chiếc chìa khóa đầu tiên cùng với một cuốn sách và một cái bản đồ được mã hóa dẫn đến vị trí của các Messiah of Keys còn lại. Ezio đề nghị một thỏa thuận. Ông đã hứa với Sofia rằng nếu cô ấy giúp ông giải mã bản đồ, Ezio sẽ cho cô mượn và in một vài bản sao của cuốn sách. Sau đó thì Ezio giúp Yusuf bảo vệ hoàng tử Ottoman trong kế hoạch ám sát của Templar. Ezio! Ngăn chặn được vụ ám sát, ông giành được sự ưu ái của thái tử, và không ngờ thì vị hoàng tử của Thổ Nhĩ Kỳ lại chính là người đàn ông trẻ tuổi mà ông đã gặp trên đường đến thành phố, hoàng tử Suleiman I. Suleiman cũng cho Ezio biết về sự xung đột hiện tại giữa các phe phái ở Constantinople, xoay quanh vấn đề về việc ai sẽ là người kế nhiệm chức vị Sultan, hoàng đế của đế chế Ottoman. Một cuộc xung đột đang diễn ra giữa hai người con của Sultan hiện tại, giữa Ahmed và Selim, cha của Suleiman. Và trong cuộc xung đột này thì người Byzantine, tàn dư của đế chế Byzantine đã có một âm mưu gì đó dính líu tới cả phe Templar. Suleiman nhờ Ezio điều tra về âm mưu của người Byzantine và hứa sẽ giúp ông bằng mọi cách có thể. Nhờ sự giúp đỡ của Suleiman mà Ezio đã tìm thấy chiếc chìa khóa tiếp theo cùng với nhiều cuốn sách và các bản đồ bí mật. Khi tìm được một số chiếc chìa khóa thì Ezio đã khám phá ra rằng những chiếc chìa khóa đó ngoài việc để mở cánh cửa trong thư viện Messiah thì hóa ra chúng còn là một tạo vật đặc biệt có khả năng lưu trữ, và Altair đã sử dụng những chiếc chìa khóa này để lưu lại những ký ức đáng nhớ nhất của cuộc đời ông vào trong đó. Thông qua những chiếc chìa khóa, Ezio và qua Ezio là Desmond đã chứng kiến được những phần ký ức còn lại của Altair. Những đoạn ký ức ấy, chúng kể nốt câu chuyện còn đang dang dở của Altair 3 thế kỷ trước, song song với câu chuyện của Ezio. Và chúng ta cũng được trải nghiệm những ký ức đáng giá nhất mà Altair đã từng lưu lại bên trong những chiếc chìa khóa. Và hóa ra thì cuộc đời của một sát thủ huyền thoại như Altair cũng chẳng hề sung sướng gì, mà cũng đầy đau khổ và mất mát. Trở thành một sát thủ chẳng phải một vinh dự và cũng chẳng phải một niềm vui, mà nó là một lời nguyền.
Cuối những sự kiện trong Assassin's Creed phiên bản đầu tiên, sau khi đánh bại được Amualim, giết chết lão ta và lấy được quả táo đại đàng, hành động đó đã cứu mạng được hội Assassin. Thế nhưng thì cay đắng thay, Altair lại bị chính những người anh em kết tội làm mưu hại Amualim để giành lấy chức trưởng giáo. Abbas, kẻ lớn tiếng buộc tội Altair, đã cho rằng sở dĩ Altair giết Amualim là muốn độc chiếm quả táo cho riêng bản thân. Thế rồi một cuộc nổi loạn nhỏ xảy ra. Abbas giành lấy quả táo và cố gắng sử dụng nó, nhưng hắn không thể khống chế nổi sức mạnh quá lớn và suýt chết nếu như không có Altair can thiệp. Abbas, stop! What did you think would happen when you murdered our beloved mentor? You loved Al-Mualim less than anyone. You blamed him for all your misfortune, even your father's suicide. My father was a hero. This is not the time to quarrel over the past. We must decide what to do with that weapon. Whatever this artifact is capable of, you are not worthy to wield it. No man is. It is beautiful, is it not? Altair lấy lại quả táo. Anh nhìn nó và tự hỏi, đây liệu sẽ là thứ ban cho chúng ta trí thức để lớn mạnh, hay là thứ dẫn chúng ta đến với diệt vong? Adam và Eva vì đã đánh cắp quả táo mà đã bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Quả táo chứa sức mạnh và trí thức vượt qua tầm hiểu biết của con người. Trước này đã thế, bây giờ vẫn thế và mãi sau này vẫn cũng như thế. Loài người là một giống loài ngông cuồng, luôn tìm mọi cách để khống chế mọi thứ, cho dù đó là một thứ có sức mạnh cực kỳ to lớn. Nếu nắm trong tay một tạo vật có quyền năng như vậy, thì lựa chọn có thể là gì? Sử dụng nó hay cất giấu nó vĩnh viễn để không kẻ nào có thể chạm tay được vào nguồn sức mạnh ghê gớm? Altair đã muốn hoặc là phá hủy nó, hoặc là cất giấu nó vĩnh viễn. Nhưng rốt cuộc thì Altair vẫn là con người, anh vẫn bị tri thức từ quả táo cám dỗ. Và tại sao không? Những tri thức đó sẽ giúp cho Assassin lớn mạnh, vậy thì tại sao không sử dụng chúng? Chúng ta luôn luôn không biết rút kinh nghiệm. Quả táo là một vật quá nguy hiểm, sử dụng nó sẽ luôn là một con dao hai lưỡi. Lợi ích to lớn sẽ luôn đi đôi với hậu quả, và chính bản thân Altair trong suốt cuộc đời anh cũng đã nếm trải điều đó. Sau cuộc bạo loạn đó thì Altair đã cho mọi người biết về sự thật về Amualim. Anh đã thuyết phục mọi người tin vào khả năng lãnh đạo của anh. Và như thế thì Altair đã trở thành một mentor mới của hội Assassin. Dùng những tri thức có được từ quả táo, cùng với sự trợ giúp của người bạn Malik, Altair đã đóng góp rất nhiều thứ cho hội. Sửa lại Hidden Blade cho thuận tiện hơn và không còn phải chặt ngón áp bút để sử dụng nữa. Khám phá ra những phương pháp ám sát mới, chế tạo ra một loại hợp kim mới, bền và nhẹ hơn. Tuy nhiên thì chính Altair cũng đã hủy đi công sức tạo ra loại hợp kim này vì lo sợ trước những mối nguy hại có thể sinh ra từ nó. Thứ duy nhất còn lại chính là bộ áo giáp của anh, mà ba thế kỷ sau thuộc về Ezio Auditore. Altair cũng đã viết những cuộn giấy Codex ghi lại câu chuyện về cuộc đời mình và những gì ông tìm hiểu được về hệ thống Vault mà chủng tộc những người đến trước đã lập nên. Dưới sự lãnh đạo của Altair, hội Assassin trở nên cực kỳ lớn mạnh và phát triển, và chỉ bị chặn lại ở chính Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như bị chặn lại bởi sự bành trướng của đế chế Mông Cổ do Thành Cát Tư Hãn đứng đầu. Nghi ngờ Thành Cát Tư Hãn nắm trong tay một báu vật địa đàng, Altair cùng với người vợ Maria và con trai Darim thực hiện một cuộc hành trình đến Mông Cổ để ám sát Thành Cát Tư Hãn. Altair để lại hội cho Malik quản lý và người con trai thứ là Seth ở lại. Cuộc hành trình ở Altair ở Mông Cổ kéo dài tới tận 10 năm và mãi đến năm 1227 thì ông mới thành công trong việc ám sát Thành Cát Tư Hãn. Ngay sau đó thì ông đã trở về Messiah và nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Abbas và phe của hắn đã nổi loạn, Malik và Seth đã bị giết, hội Assassin đã về tay Abbas. Cay đắng, giận dữ và đau khổ, Altair đã tìm đến Abbas. Ông chất vấn Abbas và trong cơn giận dữ, Altair đã khinh suất sử dụng quả táo, nhưng bất cần đã để chính người vợ của ông phải chết trước tay những cận vệ của Abbas. Một hậu quả đầy cay đắng. Altair! Altair! No! Strength. Altair. Maria. He is possessed! Kill him! Mất hết tất cả, Altair cùng với người con trai cả của mình là Darim chạy trốn sang Alamut và ẩn náu ở đó 20 năm trời. Trở thành trưởng giáo để làm gì? Hội Assassin lớn mạnh để làm gì? Và tại sao phải cố chấp tranh giành quyền lực ngay cả khi mà vợ và con trai Altair cũng chẳng thể bảo vệ được? 20 năm trời sống ẩn náu là 20 năm trời mà Altair luôn không ngừng tự trách về cái chết của Maria.
Trong khi sống tại Alamut, thì Altair đã tình cờ phát hiện ra tàn tích của một ngôi đền được xây dựng bởi The First Civilization. Và ở đó thì ông đã tìm thấy 6 con dấu, chính là 6 vật có thể lưu trữ ký ức mà Altair đã ghi lại những ký ức đáng nhớ nhất của mình và 5 chiếc. Và chiếc cuối cùng thì ông luôn mang theo người. Vậy thì còn hội Assassin thì sao? Thiếu vắng Altair, Avaslin nắm quyền. Mọi hào quang, mọi sức mạnh của hội dần tan biến. Không đành lòng để hội bị lụi tàn như vậy, Altair trong một đêm đông tuyết trắng đã quay trở lại Mercia và cùng những người trung thành của mình lật đổ Abbas. Altair đã kết thúc những gì ông bắt đầu, kết thúc những vòng luẩn quẩn giữa ông và Abbas. I can never forgive you, Altair. The lies you told about my family, my father, the humiliation I suffered. They were not lies, Abbas. I was 10 years old when your father came to see me. He was in tears, begging to be forgiven for betraying my family. Then he cut his own throat. I watched his life ebb away at my feet. I will never forget that image. No! But he was not a coward, Abbas. He reclaimed his honor. I hope there is another life after this one. Then I will see him and know the truth of his final days. And when it is your time, we will find you. And then there will be no doubts. Trở lại làm trưởng giáo, Altair tiếp tục lãnh đạo hội thêm một lần nữa. Nhưng chúng ta đã biết thì sau đó, quân Mông Cổ đã chiếm được Mercia 10 năm sau đó. Hội Assassin bị phân tán và phải lẩn trốn. Và số phận của Altair thì sao? Những ngày cuối cùng của ông như thế nào? Một lần nữa, câu chuyện của Altair lại bị gián đoạn bởi vì những chiếc chìa khóa cuối cùng còn nằm trong tay của Templar và Ezio phải có nhiệm vụ lấy được nó ở thành phố Derin Kuyu. Trong quá trình thu thập thông tin thì Ezio đã biết được sự thật về Manuel Pline Okolos, một thành viên quý tộc thuộc đế chế Byzantine đang ở Turin Kuyun. Hắn ta đứng đầu phe phái Byzantine và có sự hậu thuẫn của phe Templar. Manuel âm mưu tiến hành một cuộc đảo chính bằng vũ lực nhằm lật đổ đế chế Ottoman, tái lập đế chế Byzantine. Biết được điều này, Ezio quyết tâm phải ngăn chặn chúng cùng với bè lũ Templar bằng được. Vào tháng 3 năm 1512, ông đến thành phố Turin Kuyun để lấy chiếc chìa khóa cuối cùng. Ở đó thì ông đã gặp gỡ và giải cứu một người phụ nữ khỏi tay bọn Templar. Ông được cô cho biết là chiếc chìa khóa cuối cùng đang nằm trong tay Manuel. Với tiền và quyền lực của mình, hắn biến cả thành phố trở thành một kho vũ khí quân sự của riêng mình và bắt người dân ở đây phải phục tùng, sản xuất vũ khí, thuốc nổ cho hắn. Ezio không còn cách nào khác, đành phải đột nhập vào kho vũ khí và thực hiện một vụ nổ nhằm đánh lạc hướng Templar trong thành phố để ông có thể cướp được chiếc chìa khóa cuối cùng trong tay thủ lĩnh Templar ở đó. My next cut will be your last! I should have been Constantine's successor. I had so many plans. Your dream dies with you, Manuel. Your empire is gone. Huh? But I am not the only one with this vision, assassin. The dream of our order is universal. Ottoman, Byzantine, these are only labels. Costumes and facades. Beneath these trappings, all Templars are part of the same family. Enough prattling. I am here for the Masyaf key. Then take it. Take it. And seek your fortune. See if you get within 100 leagues of that library before one of us finishes you off. Ezio đã thành công và ông đã thu hồi được chiếc chìa khóa cuối cùng. Nhưng cái giá phải trả là gì? Turin Kuyun chìm trong biển lửa. Bao nhiêu người thiệt mạng nơi đó là Templar? Bao nhiêu người là dân thường vô tội? Họ có dính dáng gì đến cuộc chiến giữa Assassin và Templar? Họ chỉ là những người dân thường vô tội, mong muốn được sống sót yên bình mà phải chịu một thảm kịch như thế này.
Ezio, ông đã già và trải qua 30 năm chiến đấu, nhưng rốt cuộc thì ông vẫn đâu thể tránh khỏi sai lầm. Chính tại Ezio đã tước đi mạng sống của những người dân thành Derin Kuyu chứ không ai khác. Chẳng phải Assassin luôn nói sẽ đem lại sự tự do cho con người? Thế thì tại sao những người dân thành Derin Kuyu lại phải chết? Rốt cuộc thì Assassin và Templar chiến đấu với nhau hàng ngàn năm trời để làm gì, khi mà chẳng có kẻ nào có thể bảo vệ những người dân vô tội? Nothing is true. Everything is permitted. Đó là câu châm ngôn của hội Assassin. Không có gì là đúng hết. Tất cả tùy thuộc vào góc nhìn của một người. Ezio đã sai lầm khi phá hủy Derin Kuyun và ông sẽ luôn phải sống mãi với sự ân hận đó ở trong tim. Trên đường trở về thì Ezio đã sử dụng chiếc Messiah of Key cuối cùng để hồi tưởng lại ký ức của Altair một lần nữa. Đoạn ký ức ấy của Altair đưa Ezio quay trở về năm 1257 tại Messiah khi quân Mông Cổ đang giáo giết tấn công. Nhận ra không có gì có thể ngăn cản nổi sự bành trướng này, Altair đã giao cho Niccolo Polo và Maffeo Polo những cuộn giấy Codex và 5 chiếc chìa khóa Messiah và dặn họ cất giấu ở nhiều nơi khác nhau để sau này biết đâu sẽ có một ai đó tìm và hiểu được thông điệp mà ông cất giữ trong đó. Đó là những mảnh ký ức trong chiếc chìa khóa Messiah Key thứ 5. Nhưng còn chiếc thứ 6 luôn ở bên Altair thì sao? Liệu nó có ẩn chứa thông điệp gì hay không? Nó có hé lộ những ngày tháng cuối cùng của Altair? Và quan trọng là hiện giờ nó đang nằm ở đâu? Phải chăng là ở chính bên trong thư viện đóng kín ở Messiah? Có lẽ là cuối cùng, rốt cuộc câu trả lời cho mọi thứ vẫn nằm ở Messiah, nằm ở nơi đã từng là thánh địa của hội. Mọi thứ cuối cùng lại trở về vạch xuất phát. Nhưng trước khi quay trở về Messiah, Ezio vẫn còn một việc cuối cùng cần phải làm ở Constantinople. Khi quay trở lại thành phố thì Ezio đã vội vã tới cửa hàng sách của Sophia. Nhưng ngay khi vừa mở cửa thì ông thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cả một trung đội của Assassin đang nằm ở đó, xác chết la liệt. Ezio hoảng hốt tìm Sophia nhưng không thấy đâu. Sau đó thì ông thấy xác của người anh em Yusuf với một con dao găm gắn trên lưng, cùng với đó là một thông điệp từ kẻ thù. You have earned your rest, brother. Requiescat in pace. Trong lòng tràn đầy sự giận dữ trước cảnh những người anh em của mình bị tàn sát, Ezio tập hợp những người huynh đệ còn lại và tiến đánh hoàng tử Ahmed, chú của Suleiman. Tên Templar chủ mưu đứng đằng sau chuyện này với mục đích xóa sổ toàn bộ phe Assassin và cũng chính là kẻ bắt giữ Sophia. Murderer waits and watches from the arsenal, laughing. Fight with me and show him what it means to cross the assassins. Tuy nhiên thì hắn chỉ đồng ý thả cô với điều kiện là Ezio phải giao nộp toàn bộ tất cả những Messiah keys và hẹn gặp hắn ở tòa thành Galata. Ezio tới tòa tháp và giao cho hắn tất cả những chiếc chìa khóa mà ông có rồi đến cứu Sophia. Tuy nhiên thì người phụ nữ chỉ là một con mồi nhử. Sophia thực sự đã bị treo cổ ở một nơi khác. Ezio vội vã nhảy khỏi tòa thành và bung rủ bay tới cắn đứt dây chói cho cô. Are you hurt? Và ngay lập tức họ bị quân Templar tấn công. Ezio đành kéo theo Sophia và họ cùng truy đuổi tên Ahmed hòng đoạt lại những chiếc chìa khóa. May mắn thay, cuối cùng Ezio cũng đã bắt kịp được Ahmed và lấy lại được những chiếc chìa khóa khi hắn làm rơi chúng. Now, Ezio, how does this end? I am wondering that myself. Và đúng lúc ấy thì anh trai của Ahmed là Selim the First, Sultan hiện tại của đế chế Ottoman, đã đến với một đội lính. Tức giận vì tội lỗi của đứa em trai nghịch tặc, Selim hạ sát em trai của mình, rồi tiếp tục đe dọa rằng sẽ giết Ezio nếu ông trở về thủ đô Constantinople thêm một lần nữa. Ông cho rằng chính các sát thủ là những người đi đến đâu thì chết chóc sẽ theo đến đó. Sau khi nghe những câu nói đó thì Ezio đã nổi cơn thịnh nộ và định rút kiếm ra, nhưng Sophia đã nhanh chóng cản lại. Nhưng rốt cuộc thì Selim nói cũng đâu có sai, có lẽ chính Ezio cũng đã nhận ra được điều đó. Đống cho tàn Derin Kuyun chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Và giờ thì đã có đủ 5 chiếc chìa khóa, Ezio cùng với Sophia quay trở lại Messiah để mở những cánh cửa của thư viện, nơi cất giấu bí mật của Altair. Nhưng trước đó chúng ta hãy cùng quay trở lại với Desmond một chút. Bởi vì câu chuyện trong Assassin's Creed Revelations không chỉ là mối liên kết giữa các sát thủ tổ tiên của anh, mà còn là mối liên kết giữa ba con người, Desmond, Ezio và Altair.
trở lại thế giới trong cỗ máy Animus, Desmond đã được chứng kiến thời khắc xóa bỏ dữ liệu của Animus khi cỗ máy này tiến hành khởi động lại. Đồng nghĩa với việc toàn bộ mọi ký ức cũng như thông tin lưu tạm thời sẽ bị vĩnh viễn không thể lấy lại, bao gồm những thông tin của Desmond và Clay. Chết trong Animus là chết ngoài đời thực. Clay hoàn toàn biết rõ sự việc đang xảy ra. Thân xác của Clay đã không còn. Anh sẽ chết và không còn cách nào khác có thể cứu được. Clay ôm Desmond một lần cuối và sau đó đẩy anh qua cánh cổng thông tin, cứu sống Desmond khỏi bị xóa bỏ và hy sinh bản thân mình. Desmond ngập ngừng nhìn lại Clay một lần cuối. Anh không nỡ để người bạn đã dẫn dắt mình trong khoảng thời gian khó khăn này bị xóa bỏ. Nhưng mọi sự đã vô phương cứu chữa. Và không để phụ lòng Clay, Desmond quyết tâm thoát khỏi nơi này. Và muốn thế thì anh phải đồng bộ lần cuối với những ký ức cuối cùng có thể đồng bộ của Ezio. Trở lại với Ezio và Sophia, với đủ 5 chiếc chìa khóa, hai người tiến vào thành Messiah một lần nữa, mở ra cánh cửa khổng lồ nơi cất giấu những bí mật về người sát thủ huyền thoại. Chúng là gì đây? Những cuốn sách ghi chép về tri thức của Altair, những bí mật sâu kín của hội Assassin. Nhưng chẳng hề có một cuốn sách nào, một cuộn giấy nào. Tất cả những gì ở đó chỉ là thi hài của Altair đang ngồi trên ghế và trên tay ông đang là con dấu thứ 6. Con dấu chứa đựng những ký ức cuối cùng của Altair. Altair ngồi đó tĩnh lặng, thanh thản tựa như đang nghỉ ngơi sau một cuộc hành trình dài đầy chông gai. Ezio bày tỏ lòng kính trọng của mình tới vị thủ lĩnh quá cố, bậc tiền bối đã dẫn dắt ông trong suốt cuộc đời sát thủ, đồng thời cũng là người đã đem tới tri thức của mình giúp xây dựng hội sát thủ hùng mạnh như bây giờ. Ezio cầm lấy chiếc Messiah Keys trên tay Altair, hồi tưởng lại về chương cuối trong cuộc đời sát thủ của Altair. Vào cuối năm 1257, Altair đã ra lệnh di chuyển mọi thứ có trong pháo đài, đồng thời cho tất cả các sát thủ khác di tản để họ có thể phân tản khắp nơi, thành lập một trụ sở mới, hoặc từ bỏ nghiệp sát thủ để sống một cuộc sống của một người bình thường. Altair gặp người con trai Dream một lần cuối. Ông bảo với anh rằng khi quân Mông Cổ quay trở lại, thành trì Messiah sẽ phải trống không, giống như một lâu đài bị bỏ hoang. Ông tạm biệt người con trai một lần cuối và dặn anh phải sống tốt. Altair tự nhốt mình trong thư viện cùng với quả táo địa đàng, cất giấu nó rồi ngồi lên ghế. Ông cầm chiếc Messiah Key ở trên tay, lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của mình, rồi ra đi thanh tản ở tuổi 92. Không còn biết nói gì hơn sau khi chứng kiến tất cả, Ezio chỉ có thể nói lời vĩnh biệt của mình tới Altair. Một sát thủ vĩ đại, Ezio đã chứng kiến cả cuộc đời của Altair. Hào hùng đấy, đẹp đẽ đấy, nhưng cũng đầy chông gai và đầy đau khổ. Và còn lại quả táo, Ezio, ông sẽ làm gì với nó đây? Và cuối cùng thì Ezio đã để nó lại ở nơi này. Không lấy đi, ông đã thấy quá nhiều rồi, quá đủ rồi. Ezio từ từ cởi hai chiếc bao tay gắn Hidden Blade và ném nó xuống đất. Với ông, cuộc đời sát thủ nên chấm dứt rồi, không còn giết chóc, không còn trả thù, không còn đấu tranh. Ezio chỉ còn một mong muốn cuối cùng là được trở về sống thanh thản bên Sophia mà thôi. Trong lúc còn đang suy nghĩ thì quả táo địa đàng bỗng nhiên được kích hoạt. Ezio biết một người tên là Desmond Miles, người mà ông ta đã từng nghe nói trước kia, đang chứng kiến ông. Ezio lên tiếng gọi Desmond, dù không biết anh ta đang ở đâu hay bằng cách nào anh ta có thể nghe thấy ông, nói chuyện với ông xuyên qua không gian và thời gian. Nhưng Ezio biết rằng Desmond đang thực sự lắng nghe, và Ezio đã thực sự nói chuyện và truyền tải thông điệp của mình tới Desmond. I have lived my life as best I could, not knowing its purpose, but drawn forward like a moth to a distant moon. And here at last, I discover a strange truth. That I am only a conduit for a message that eludes my understanding. Who are we who have been so blessed to share our stories like this? Speak across centuries. Maybe you will answer all the questions I have asked. Maybe you will be the one to make all this suffering worth something in the end. Now, listen. Sau khi ghi nhận những lời nhắn nhủ của Ezio, Desmond đã tới một thế giới khác và gặp lại Jupiter, một người thuộc chủng tộc những người đến trước giống như Juno và Minerva đã xuất hiện trước đây. Ông ta đã tiết lộ cho Desmond về lịch sử của họ và loài người, cùng với thảm họa đã hủy diệt gần như mọi thứ. The First Civilizations, nền văn minh đầu tiên,
hay còn được biết đến với cái tên chủng tộc những người đến trước, là chủng tộc đầu tiên xuất hiện trên trái đất với khả năng vô song và sở hữu một trí tuệ siêu việt. Họ đã tạo ra những công nghệ tân tiến nhất mà ngay cả thế giới hiện tại của ngày nay vẫn chưa thể bắt kịp được. Cùng với đó, những người của nền văn minh cổ đại đã tạo ra loài người như một dạng lao động phổ thông. Vì loài người được sinh ra với khả năng trí tuệ hạn chế, họ nhận thức được những người chủ của mình là những bậc thần thánh toàn năng. Cùng với việc tạo ra loài người thì nền văn minh cổ đại còn phát triển ra các loại công cụ có khả năng đặc biệt, được biết đến với cái tên The Pieces of Eden hay các báu vật địa đàng. Các công cụ này sẽ điều khiển trí não của toàn bộ loài người để thực hiện theo ý đồ của người sở hữu báu vật. Ban đầu thì loài người hoàn toàn bị thôi miên do tác động của nó, trong khi tộc văn minh cổ đại thì miễn nhiễm với ảnh hưởng của công cụ này. Nhưng sự giao hợp giữa hai chủng tộc đã tạo ra một giống người Lai cổ đại, sở hữu các tính chất của những người đến trước nhưng vẫn mang dáng dấp của một con người bình thường. Chính vì thế, hai cá thể Lai đầu tiên là Adam và Eva đã kháng được sóng thôi miên và đánh cắp báu vật Apple of Eden để thoát khỏi nơi giam cầm ở vườn địa đàng. Đây cũng chính là cơ sở tạo nên truyền thuyết của loài người trong các cuốn kinh thánh của Thiên Chúa Giáo. Sau sự kiện Adam và Eva lấy được Apple of Eden, loài người đang dần dần tự thoát khỏi xiềng xích của tộc văn minh cổ đại và phát động một cuộc chiến tranh chống lại họ. Cuộc chiến đã diễn ra hết sức ác liệt khi cả hai bên đều đổ dồn mọi nguồn lực để giành lấy chiến thắng. Mặc dù có công nghệ vượt trội so với các địch thủ bên kia chiến tuyến, song tộc văn minh đầu tiên lại bị áp đảo về số lượng do phụ thuộc quá nhiều vào sức lao động của loài người. Trong khi đó, những thế hệ loài người đầu tiên chống lại được sự thôi miên của trái cấm đã bắt đầu tiếp cận và sát hại những người thuộc tộc văn minh cổ đại. Hành động này đã khiến thế hệ loài người bị gắn mác sát thủ và là tiền thân cho tổ chức Assassin sau này. Đến cuối cuộc chiến, một loạt thảm họa đã ập xuống trái đất khiến cả hai bên bị thương vong nặng nề đến mức nằm sát bên bờ tuyệt chủng. Để ngăn chặn sự sụp đổ của thế giới, loài người và tộc văn minh cổ đại đã cùng nhau thỏa thuận để kết thúc chiến tranh để cố gắng xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Họ đã cho xây dựng những ngôi đền rải rác khắp nơi trên thế giới và đưa vào đó những thông điệp cảnh báo thế hệ sau này tránh những cuộc chiến khốc liệt tương tự xảy ra. Tộc văn minh cổ đại sau này đã không thể phục hồi lại được dân số như trước do tỷ lệ sinh sản quá thấp. Khoảng 100 năm sau khi các ngôi đền được xây dựng, họ đã gần như bị tuyệt chủng hoàn toàn. Cùng với đó, những lãnh đạo của loài người đã được trao lại những báu vật địa đàng để dẫn dắt loài người đến với tương lai. Những người này chọn hướng đi đưa loài người theo một con đường đúng đắn bằng mọi giá. Vì vậy, các chủ nhân của báu vật đã sử dụng chúng như một loại công cụ để cai trị loài người theo kỷ luật và trật tự. Trong khi đó, những thế hệ loài người bị gắn mác sát thủ có ước vọng giải phóng hoàn toàn nhân loại và tạo ra một thế giới mà mọi sát thủ có thể sống tự do theo ý muốn. Họ cũng cho rằng việc sử dụng các Pieces of Eden một cách bừa bãi có thể dẫn đến việc loài người bị trói buộc xiềng xích làm nô lệ lần thứ hai. Đây chính là khởi nguồn của sự xung đột giữa các tiền thân của hai tổ chức Assassin và Templar. Một cuộc chiến mới nổ ra và dai dẳng liên tục trong suốt quá trình xây dựng xã hội cho đến tận bây giờ. Một phe thì muốn xã hội đi lên bằng kỷ luật, còn một phe thì tranh đấu cho sự tự do. Nhưng tất cả đều có cùng một mục đích là thay đổi để mọi cá thể và xã hội đều phát triển và đi lên. Lý tưởng của cả hai bên rốt cục thì cũng đều giống nhau, chỉ có cách làm là khác nhau. Câu châm ngôn "Nothing is truth, everything is permitted" của hội Assassin cũng chính là câu châm ngôn mô tả đúng nhất về lý tưởng của Assassin và Templar. Tuy vậy thì mọi thứ vẫn chưa thực sự kết thúc khi mà một thảm họa thứ hai sắp tái diễn chỉ trong vòng một năm nữa, tức là năm 2012 ở trong game. Với quy mô không hề thua kém lần trước, và khi nó đã thực sự xảy đến thì đó sẽ là ngày tận cùng của trái đất. Jupiter đã chỉ cho Desmond thấy vị trí của Grand Temple, ngôi đền vĩ đại, ngay cạnh thành phố New York, là nơi cất giữ phương án cuối cùng và cũng là cơ hội duy nhất để cứu thế giới. Jupiter cùng với Minerva và Juno đã giao phó cho Desmond trọng trách ngăn chặn sự xuất hiện của thảm họa thứ hai. It was our duty, mine, Minerva's and Juno's, to sort and sample all that was collected. We chose those solutions which held the most promise and devoted ourselves to testing their merits. Six we tried in succession, each more encouraging than the last, but none worked. And then the world ended. Thank you.
earth shook for days. The fires burned for weeks. And when the ash had settled, less than 10,000 of your kind still lived, and far fewer of ours. But we carried on, together, to rebuild, to renew. Listen, you must go there, to the place where we labored, labored and lost. Take my words, pass them from your head into your hands. That is how you will open the way. But be warned, much still remains in flux, and I do not know how things will end, either in my time or yours. Sau khi nghe hết những lời căn dặn của Jupiter, Desmond tỉnh dậy sau trạng thái hôn mê sâu và ngay lập tức anh nhìn thấy cha mình, William Miles, cùng với hai người bạn là Rebecca và Sean. Desmond biết họ sẽ cần phải làm gì tiếp theo, đó là tới New York và ngăn chặn thảm họa diệt vong sắp sửa xảy ra. I know what we need to do. Chương cuối cùng trong câu chuyện của Ezio đã kết thúc, không hào nhoáng, không hào hùng, mà trầm buồn và bình thản. Cuối cùng thì Ezio cũng có thể thật sự được nghỉ ngơi, sau bao nhiêu năm tháng chiến đấu không ngừng nghỉ, âu đó cũng là một cái kết có hậu cho ông. Sau khi rời khỏi Marseille, ông cùng với Sofia trở về Italia, định cư ở Tuscany và sống những ngày tháng yên bình. Những phút cuối đời của Ezio cũng đã được thể hiện trong một bộ phim hoạt hình ngắn có tên là Assassin's Creed Embers. Trong bộ phim đó, Ezio dẫn dắt một sát thủ trẻ tuổi người Trung Quốc có tên là Xiao Yun. Ông hướng dẫn cô cách để xây dựng hội, giống như ông đã từng làm, và trao cho cô một chiếc hộp bí mật. Còn Ezio, sau khi giúp Xiao Yun chống lại những kẻ truy đuổi và tiễn cô lên đường, ông cùng với vợ và con gái đi dạo ở Firenze một lần nữa. Ở đó, ông ngồi ở quảng trường thành phố, nhớ lại cái ngày mà ông mất đi gia đình, nhớ lại cái ngày khi mà mọi chuyện bắt đầu. Ông trò chuyện với một người thanh niên trẻ với một vết sẹo trên mặt. Ông nhận ra giữa ông và người đó có điều gì đó tương đồng khi ông còn trẻ. Ezio đã chút hơi thở cuối cùng trong ánh nắng yên bình của Firenze. Al diavolo, I hate this damn city. I wish I was in Rome. I hear the women there are, like ripe Sangiovese on the vine, you know? Not like here, Firenze. I don't think Firenze is your problem. Prego? Coraggio, vecchio. Get some rest, huh? When I was a young man, I had liberty, but I did not see it. I had time, but I did not know it. And I had love, but I did not feel it. Many decades would pass before I understood the meaning of all three. And now, in the twilight of my life, this understanding has passed into contentment. Love, liberty, and time, once so disposable, are the fuels that drive me forward. And love, most especially, mio caro. For you, our children, our brothers and sisters, and for the vast and wonderful world that gave us life and keeps us guessing. Endless affection. Sofia, forever yours, Ezio Auditore. Vậy là câu chuyện của Ezio đã khép lại.
Nhưng câu chuyện của Desmond thì vẫn chưa, mà bây giờ mới bước vào phần kịch tính nhất. Ngôi đền vĩ đại ở New York ẩn chứa những bí mật gì? Desmond sẽ phải làm gì để ngăn chặn thảm họa thế giới đang cận kề? Tất cả sẽ được giải đáp trong video tóm tắt của Assassin's Creed phần 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay, xin đừng quên like, share và subscribe kênh của bọn mình. Mình là Trường và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!